Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn. Loại quả người Việt thích mê nhưng Singapore cấm ăn nơi công cộng quả sầu riêng có nhiều giá trị dinh dưỡng nhưng mùi quá nồng gây khó chịu với nhiều người. Theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, sản lượng sầu riêng nước ta quý 2 và 3 ước đạt 650.000 tấn. Đây cũng là hai quý có sản lượng sầu riêng lớn nhất trong năm 2023. Mức giá bán trong nước từ 60.000 tới 80.000 đồng trên kg tùy loại. Từ năm 2019 tới nay, sầu riêng quả tươi của Việt Nam đã xuất khẩu đi 22 nước trên thế giới. Theo Newsweek, được ưa chuộng ở châu Á nhưng sầu riêng được mô tả là loại trái cây có mùi khó chịu nhất thế giới, bị cấm ăn tại các địa điểm công cộng ở Singapore. Dù vậy, các nhà chuyên môn vẫn đánh giá cao giá trị của loại quả đặc biệt này. Giá trị dinh dưỡng Sầu riêng có hàm lượng chất dinh dưỡng cao so với hầu hết các loại trái cây khác 240g sầu riêng có 357 calo 13 giờ chất béo 66g tinh bột 9 giờ chất xơ 4 gram protein vitamin C đủ 80% nhu cầu mỗi ngày manga 39% vitamin B6 38% Kali 30% đồng 25% vitamin B9 22% Magie 18% Loại quả nhiệt đới này cũng giàu các hợp chất thực vật tốt cho sức khỏe, bao gồm anthocyanin, carotenoid, polyphenol và flavonoid. Nhiều loại trong số này có chức năng như chất chống oxy hóa. Lợi ích sức khỏe của sầu riêng Theo Healthline, tất cả các bộ phận của cây sầu riêng, lá, gỏ, rễ và quả đều có thể sử dụng để điều trị các bệnh khác nhau, bao gồm sốt cao, vàng da và các bệnh về da. Ngoài ra, sầu riêng còn có các tác dụng phòng chống bệnh tật như sau giảm nguy cơ ung thư, chất chống oxy hóa trong sầu riêng có thể vô hiệu hóa các gốc tự do thúc đẩy ung thư. Theo nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, chiết xuất sầu riêng ngăn chặn một dòng tế bào ung thư vú lan rộng. Ngăn ngừa bệnh tim, một số hợp chất trong sầu riêng có thể giảm mức cholesterol và nguy cơ sơ vữa động mạch động mạch. Chống nhiễm trùng, vỏ sầu riêng chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn và chống nấm men. Ổn định huyết áp, khoảng 1,3 tỷ người trên thế giới bị huyết áp cao. Điều này khiến họ có nguy cơ mắc bệnh tim. Đột quỵ và suy thận. Sầu riêng có thể đóng một vai trò trong việc điều chỉnh huyết áp vì đó là nguồn cung cấp kali, một chất điện giải giúp duy trì mức huyết áp. Thúc đẩy năng lượng, chứa nhiều carbohydrate, sầu riêng có thể cung cấp năng lượng tăng cường khi cần thiết. Hàm lượng kali cao trong sầu riêng cũng giúp giảm mệt mỏi và lo lắng. Có khả năng gây hại khi kết hợp với rượu. Ăn sầu riêng cùng lúc với rượu có thể gây ra bất ổn sức khỏe. Theo một nghiên cứu của Nhật Bản, chiết xuất sầu riêng ức chế mạnh enzyme aldehyde dehydrogenase ALDH được gan sử dụng để phân hủy rượu. Do đó, ăn sầu riêng khi uống rượu, đặc biệt lúc say, khiến gan không thể xử lý cồn, làm tăng nồng độ cồn trong máu. Điều này có thể dẫn đến các triệu chứng như buồn nôn, nôn và tim đập nhanh. Tại sao sầu riêng có mùi nồng? Một số người thích sầu riêng trong khi những người khác ghét cay ghét đắng vì ngửi mùi khó chịu. Trong một nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nông nghiệp và Hóa học thực phẩm, Nhóm tác giả từ Trung tâm Nghiên cứu Hóa học Thực phẩm Đức đã tìm ra nguyên nhân khiến sầu riêng tạo ra mùi nồng tới vậy. Khi phân tách chiết xuất hương thơm lấy từ sầu riêng Thái Lan, nhóm nghiên cứu do ji đứng đầu đã xác định được 50 hợp chất tạo ra mùi thơm khác lạ của loại quả nhiệt đới. Theo Smithsonian, phân tích cho thấy không phải bất kỳ hợp chất đơn lẻ nào mà là hỗn hợp các hóa chất khác nhau tạo ra mùi của sầu riêng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 3,9 triệu tặng tên miền hosting hỗ trợ cài đặt quảng cáo miễn phí từ A đến Z liên hệ ngay hotline hiện trên màn hình để được tư vấn nhiều hơn. Xin cảm ơn.